Sáng nay tại nhà văn hóa xã Ninh Vân huyện Hoa Lư tổ chức lễ giao quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Đến dự có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường huyện Hoa Lư, xã Ninh Vân và 300 đại biểu là cán bộ công chức, nhân dân và học sinh trường trung học cơ sở Ninh Vân với chủ đề cùng hành động để thay đổi thế giới huyện hoa lư tập trung kiểm soát thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt các chất thải nguy hại giải quyết triệt đề các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe nhân dân đẩy mạnh các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng cây xanh tạo cảnh quan tại nơi sinh sống cơ quan trường học tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường tăng cường nâng cao nhận thức về việc thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhập khẩu theo hướng sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguyên liệu, giảm sử dụng các nguyên liệu độc hại, khó tái chế, tối ưu hóa thiết kế thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và tái chế. Cũng tại buổi lễ, huyện Hoa Lư đã trao tặng 10 xe thu gom rác cho xã Ninh Vân, đồng thời gia quân làm sạch cỏ dại ven đường, khu nhà văn hóa xã và quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm.